Bắt đầu từ dạng số 3 các bạn, đó là xác định vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. Thì lần trước là chúng ta cũng đã ôn lại sơ sơ rồi, đó là khi mà đề bài yêu cầu chúng ta xác định vị trí á, thì các bạn phải nhớ là mình có 3 ý. Thứ nhất đó là số thứ tự của cái ô trong cái bảng hệ thống tuần hoàn. Thứ hai là chu kỳ và thứ ba là nhóm. Vậy chúng ta nhớ là gì? Cái số thứ tự ô nó sẽ bằng số Z. Cái thứ hai nữa, cái chu kỳ, cái số thứ tự chu kỳ nó sẽ bằng số lớp n trong trong cái cấu hình n trong của mình. Và thứ ba đó là nhóm. Thì đối với những nhóm A thì có thể thì học kỳ các bạn chỉ gặp nhóm A thôi ha. Đối với những nhóm A tức là những cái nhóm mà có số những nguyên tử, nguyên tố mà có số Z nhỏ bằng 20 á, từ 1 đến 20 á, thì nó sẽ thuộc nhóm A ha các bạn. Thì những cái nguyên tố nhóm A, số thứ tự của nhóm sẽ bằng số electron ở lớp ngoài cùng. Được chưa? Thì hôm bữa chúng ta cũng đã ôn rồi và chúng ta cũng đã làm câu số 16 rồi. Thì bây giờ chúng ta sửa câu số 18 ha. Thì ở câu số 18 này đề bài yêu cầu mình làm ngược lại, có nghĩa là đề bài cho chúng ta cái vị trí của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn rồi yêu cầu mình viết cấu hình. Như vậy ở đây câu A, người ta nói canxi ở ô số 20 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Vậy các bạn nhớ là số thứ tự ô sẽ bằng số Z. Như vậy Z của canxi bằng 20. Được không? Vậy nếu Z bằng 20 các bạn dễ dàng viết được cấu hình ha, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 và 4S2. Được không? Đó là câu A. Câu B, nhôm ở chu kỳ 3 và có 3 lớp electron ở ngoài cùng. Như vậy thì chu kỳ 3 chúng ta phân tích từ từ ha. Trong khi mà làm bài thi thì các bạn nhớ là mình cũng phải giải thích như thế này luôn. Đó là chu kỳ 3 chúng ta suy ra là nhôm có 3 lớp electron. Rồi có 3 lớp electron lớp ngoài cùng. Có 3 e ở lớp ngoài cùng. Như vậy vì có 3 electron ở lớp ngoài cùng, vậy lớp số 3 nó sẽ có 3 e. Đúng không các bạn? Vậy suy ra cấu hình. Cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2p6, 3s, tức là ở đây chúng ta viết từ đầu cho tới khi xuất hiện cái số 3. Được không? Tại vì lớp electron nó sẽ là cái con số ở phía trước này các bạn, số bự ở phía trước này. À, vậy khi các bạn viết tới 3s, các bạn dừng lại. Được không? Tức là nó đã xuất hiện lớp lớp thứ 3 rồi. Thì bây giờ chúng ta xem coi là cái lớp nó có bao nhiêu e ha. Có 3 electron lớp ngoài cùng. Như vậy thì cái cấu hình sẽ là 3s2 và 3P1. Được chưa? Rồi câu C. CR ở chu kỳ 4 phân nhóm 6B. Thì đối với lại những cái phân nhóm B á, thì các bạn lưu ý là lần trước mình có cái bảng á, ha, các bạn viết cái cấu hình electron á, thì nó sẽ có 3DX4SY. Được không? 3DX4SY, các bạn sẽ cộng hai cái con số này lại, tức là cộng số electron ở trên phân lớp 3D và 4S. Từ đó thì chúng ta sẽ xác định được cái số thứ tự của nhóm ha. Thì ở đây chrome nằm ở nhóm 6B, có nghĩa là cái electron, cái số electron ở trên phân lớp 3D và 4S cộng lại phải bằng 6. Được chưa? Và nằm chu kỳ 4 nữa. Như vậy ở đây mình viết cấu hình ha, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 và 3D. Đúng không? Như vậy ở đây á, vì nó là nhóm B nè, thấy chưa, cho nên chắc chắn là nó phải có 4s và 3d. Như vậy ở đây nhóm 6b thì cái số electron ở trên 4s cộng với số electron ở trên 3d là 6, mà 4s là 4s2 rồi, cho nên 3d phải là 3d4. Được không? Nhưng mà viết như thế này thì chưa chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì 4s2 3d4 nó không có tồn tại, mà nó sẽ tồn tại là cái gì? 3d5 4s1. Như vậy mới đúng. Được chưa? Vậy thì ở đây các bạn suy ra thêm một dòng nữa ha, để các bạn đổi chỗ lại. Tại vì nhớ rằng là khi viết cấu hình electron á, mà nó xuất hiện 3D thì các bạn phải đổi chỗ của nó lại vô bên trong để nó đứng kế bên thằng 3P. Được không nè? Chỉ là đổi chỗ cho đẹp thôi ha. Rồi câu D, nguyên tố X ở chu kỳ 4 phân nhóm phụ nhóm 8B. Ở đây cái phân nhóm phụ nhóm 8B á, nó có tới 3 nguyên tố lận. Thì câu D này tạm thời là mình bỏ qua đi ha. Mình ôn những cái trọng tâm trước đi. Được không? Câu D mình tạm thời bỏ qua. Rồi khi nào mình ôn xong rồi anh sẽ quay lại anh ôn lại phần này kỹ hơn. Chủ yếu là trong phần này các bạn nhớ anh cái cách viết cấu hình ở trong các nguyên tố nhóm A là được. Được chưa? Rồi câu số 20.
nguyên tố A, B cùng chu kỳ và ở hai nhóm liên tiếp. Biết tổng điện tích hạt nhân AB là 4 x 10 - 18 coulomb và xác định vị trí AB trong bảng hệ thống tuần hoàn. Thì ở đây cái dạng bài tập này, nó hơi khác so với cái dạng bài tập TNE. Đó là có thể người ta vẫn cho các bạn những cái dữ kiện liên quan tới cái số proton, neutron hay electron. Nhưng mà ở đây có một cái dữ kiện đó là liên quan tới chu kỳ với nhóm trong bảng hệ thống tuần hoàn. Thì lúc này các bạn phải nhớ một số cái ý như sau. Thì để mà nhớ được những cái ý đó thì các bạn tưởng tượng cái bảng tuần hoàn ra. Mình tưởng tượng cái bảng tuần hoàn ha. Rồi, tưởng tượng bảng tuần hoàn nó có rất là nhiều cột như thế này. Này giả bộ thôi nha. Giả bộ nó một đống cột như vậy. Rồi, giả bộ vậy đi. Như vậy ở đây mình có gì? Hai nguyên tố AB cùng chu kỳ. Mình liệt kê lại một số cái dữ kiện ha. Nếu như mà nó cùng chu kỳ, tưởng tượng đó nha, nếu mà cùng chu kỳ, cùng chu kỳ mà hai nhóm liên tiếp, vậy nếu mà cùng chu kỳ các bạn, cùng chu kỳ tức là cùng cái hàng ngang, được không? Chu kỳ là cái hàng ngang, nhóm là cái hàng dọc. Như vậy thì cùng chu kỳ có nghĩa là cùng hàng ngang, hai nhóm liên tiếp là hai cái cột kế bên nhau, được chưa? Vậy suy ra nếu như nó cùng một hàng ngang mà nó thuộc hai cái cột kế bên nhau, vậy chả khác nào mình nói nó là hai cái ô kế bên nhau, được không? Nếu hai ô kế bên nhau thì số z của tụi nó sẽ chênh nhau một đơn vị, có nghĩa là z a trừ z b bằng một, được chưa? Rồi ở câu số 21 thì sao? Cùng chu kỳ hai nhóm chẳng liên tiếp. Cùng chu kỳ hai nhóm chẳng liên tiếp. Vậy nếu như cùng chu kỳ mà thuộc hai nhóm chẳng liên tiếp á, thì nó cũng là cùng hàng ngang, bởi vì cùng chu kỳ. Nhưng mà ở đây không phải là hai ô kế bên nhau, mà hai nhóm chẳng liên tiếp. Thì các bạn tưởng tượng như thế này. Ví dụ ở đây là nhóm 1A, nhóm 2A, 3A, và bên này là 4A, được không nè? Vậy nếu mà nó cùng hàng ngang ha. Rồi thì nhóm chẳng đầu tiên anh chọn là nhóm 2A, thì cái nhóm chẵn kế bên liên tiếp, nhóm chẵn liên tiếp với nó sẽ là nhóm 4A. Vậy các bạn thấy là nếu người ta nói là cùng chu kỳ, là cùng hàng ngang, hai nhóm chẵn liên tiếp, vậy có nghĩa là hai ô này nó cách nhau một cái ô trống ở giữa, được không? Hoặc đôi khi người ta nói không có nói là hai nhóm chẵn liên tiếp, mà người ta nói là hai nhóm lẻ liên tiếp, cũng y chang như vậy luôn, nó cũng sẽ là hai cái ô cách nhau một cái ô trống ở giữa. Cho nên là cái số z nó sẽ chênh nhau hai đơn vị, được chưa? Vậy chúng ta sẽ có z a trừ z b bằng hai, được chưa này? Rồi còn đối với lại câu số 22, nguyên tố AB cùng nhóm chính ở hai chu kỳ liên tiếp, cùng nhóm hai chu kỳ liên tiếp. Như vậy gặp trường hợp này, nếu mà cùng một nhóm là cùng một cột, hai chu kỳ liên tiếp là hai hàng kế cận nhau, có nghĩa là một ô nằm ở trên, một ô nằm ở dưới, được chưa? Như vậy thì nó sẽ có hai trường hợp ha, nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp số 1 trường hợp số 1, ZA trừ ZB bằng 8. Thì trường hợp này hay ra để, tức là chúng ta sẽ xét cái trường hợp 1 trước thì mình, được không nè? Tại vì hai ô mà một ô trên một ô ở dưới á, thì nếu mà các bạn nhìn vào bảng hệ thống tuần hoàn mình đếm á, thì các bạn sẽ đếm là chúng ta thấy rằng là hai cái ô đó nó cách nhau 8 đơn vị, được chưa? Cho nên ZA trừ ZB sẽ bằng 8. Tuy nhiên sẽ có một trường hợp thứ hai, đó là nếu như là cái trường hợp mà hai cái nguyên tố này nằm ở chu kỳ 4, có nguyên tố nằm chu kỳ 4 trở lên á, thì chúng ta sẽ có cái trường hợp như sau, đó là ZA trừ ZB bằng 18, được không? Nhưng mà chúng ta làm cái trường hợp 1 trước. Nếu trường hợp 1 mà ra rồi thì thôi, mình không cần làm trường hợp 2 nữa. Nhưng nếu trường hợp 1 chưa có ra hoặc ra sai, tức là mình giải ra mình thấy nó không phải là nằm ở hai cùng một nhóm mà mình làm sai á, thì chúng ta sẽ xét tiếp trường hợp 2. Nhưng mà ưu tiên làm trường hợp 1 trước nha.
được không? Trường hợp một làm được rồi thì thôi, không cần làm trường hợp hai nữa, tại vì trường hợp một này hay ra đề thi, được chưa? Và cái dạng dạng bài này thường thì cô sẽ ra ở cái trường hợp một thôi, nó dễ cho các bạn, được không nè? Rồi đó là câu số 23. Còn nếu như mà câu số 22 chứ, còn câu số 23 giống vậy nha các bạn, câu số 23 cũng giống như vậy luôn, chỉ có khác là người ta cho cái dữ kiện tiếp theo nó hơi khác thôi, được chưa? Rồi, nhưng mà nó còn một cái trường hợp nữa, đó là hai nhóm liên tiếp, hai chu kỳ liên tiếp. Thì trường hợp thì bài dạng bài này các bạn bắt buộc phải xét cả hai trường hợp. Phải xét cả hai trường hợp. Nếu mà gặp mà có được hai cái liên tiếp luôn á, hai nhóm liên tiếp và hai chu kỳ liên tiếp luôn, thì các bạn phải xét cả hai trường hợp. Trường hợp 1 ZA trừ ZB bằng 7. Trường hợp 2 ZA trừ ZB bằng 9. Bởi vì sao? Nếu như mà hai ô mà nằm ở một đứa ở trên đứa ở dưới thì cách nhau 8 đơn vị, đúng không? Nhưng bây giờ nếu như mà hai nhóm, hai chu kỳ liên tiếp mà còn hai nhóm liên tiếp như vậy, chúng ta sẽ có hai trường hợp, đó là nó sẽ chéo nhau. Một là nó chéo như vậy, hai là nó chéo như vậy, được không các bạn? Cho nên ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp ha, đó là ZA trừ ZB bằng 7 là khi mà nó chéo chéo như vậy nè, đúng không? Nếu mà ở đây, nếu mà hai ô như thế này là cách nhau 8 đơn vị, vậy nếu như ô này với ô này thì sẽ cách nhau 7 đơn vị, được chưa? Còn nếu như trường hợp chéo ngược lại thì cách nhau tới 9 đơn vị, kịp chứ nè. Rồi thì đó là cái bốn cái lưu ý, bốn cái dạng bài mà có thể người ta sẽ cho trong cái phần bài toán này nha các bạn ha. Thì ở đây anh sửa sửa câu 20, sửa câu 20 với câu 23 ha. Rồi những câu còn lại nếu mà các bạn có thắc mắc thì các bạn nhắn hỏi, được không? Còn lại các bạn hỏi lên lớp ha. Rồi câu số 20, 20 tố AB cùng chu kỳ và hai nhóm liên tiếp, như vậy anh sẽ có anh gọi ha, gọi ZA ZB lần lượt là số hiệu nguyên tử của A và B, được không? Như vậy chúng ta sẽ có cái gì, mình trích lại cái câu đó ha, hai nguyên tố cùng chu kỳ và hai nhóm liên tiếp, suy ra mình trích lại cái câu đó, suy ra ZA trừ ZB bằng 1. Các bạn phải tưởng tượng đó nha, cùng chu kỳ là cùng cái hàng ngang, hai nhóm liên tiếp là ở là hai cái ô, hai cái cột kế bên nhau như vậy, hai ô này sát bên kế bên nhau như vậy thì cái ZA trừ ZB là 1, tức là nó cách nhau 1 đơn vị, được không? Mình phải tưởng tượng ra thì mình mới dễ nhớ. Biết tổng điện tích hạt nhân A và B là 4 nhân 10 mũ trừ 18 coulomb. Vậy thì ở đây nếu bạn nào nhớ thì nếu mà đề bài cho cái điện tích, cái đơn vị là coulomb đó, cái nhân cái C đó, thì các bạn nhớ đó là mình sẽ tính, mình sẽ lấy con số đó mình chia cho 1,602 nhân 10 mũ trừ 19 để mình ra được số Z. Vậy ở đây người ta nói tổng điện tích hạt nhân A và B có nghĩa là ZA cộng ZB, được chưa? Và nó bằng cái gì? Các bạn lấy 4 này nhân 10 mũ trừ 18 coulomb, đúng không? Rồi, mình chia cho 1,602 nhân 10 mũ trừ 19. Các bạn sẽ ra được cái điện tích, được không? Tức ra được cái số Z ha, nhưng ở đây là tổng số Z của A và B. Rồi mình coi ra bao nhiêu. Rồi, chúng ta ra được 24,968 thì mình làm tròn là 25. Nha các bạn. Như vậy ở đây mình đã lập được hai phương trình rồi đó. Các bạn giải hệ hai phương trình này là các bạn ra được A và B thôi, được không? Như vậy ở đây ZA các bạn giải ra là 13, ZB giải ra là 12, được chưa nè? Xong ha. Và bây giờ tới đây vẫn chưa có đủ điểm. Người ta hỏi gì? Người ta hỏi là xác định vị trí A, B trong bảng hệ thống tuần hoàn. Thì các bạn phải xác định vị trí của nó. Mà muốn xác định vị trí phải nêu mấy yếu tố? Ba yếu tố: ô, chu kỳ, nhóm. Vậy trước khi làm việc đó các bạn phải viết cấu hình 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, đúng không? Mình phải viết cấu hình ra. Từ cấu hình này mình mới suy ra nè, nằm ở ô số bao nhiêu? Ô số 13, bởi vì thứ số tự ô bằng số Z. Thế thứ hai là nằm chu kỳ mấy?
chu kỳ 3 ha, bởi vì nó có 3 lớp electron. Và cuối cùng nó nằm ở nhóm 3A. Nhớ là số Z mà nhỏ hơn bằng 20 là nhóm A. Được không? Thì số thứ tự nhóm A nó sẽ bằng số electron lớp ngoài cùng. Ở đây lớp ngoài cùng lớp số 3 nó có tới 2 cộng 1 bằng 3 electron, cho nên là cái số thứ tự của nhóm là 3. Nên nhóm cái nguyên tố này thuộc nhóm 3A. Và tương tự như vậy các bạn giải hàng B. Được không? Giải hàng B bạn cũng làm y chang như vậy ha. Thì chắc chắn với vì hai đứa này là cùng chu kỳ mà. Đúng không? Cho nên chắc chắn cũng là chu kỳ 3. Hai nhóm liên tiếp thì thằng này đó nhóm 2A. Được chưa nè? Thì làm tới đây mới đủ điểm nha. Nên các bạn nhớ là phải đọc kỹ đề, coi đề người ta yêu cầu chúng ta làm cái gì. Được không? Rồi đó là câu số 20 nhé.